Bây giờ mình đi tập thể dục nè. Ha. Chiều nay muội ra công viên tập thể dục nha. Sao không lại tập thể dục đi? Nè, mẹ cầm cánh cục cho con nha. Mùa tập thể dục làm gì? Mùa tập lái xe ô tô hả con? Cái đó mình nắm hai bên á, mình quay quay quay, mình tập cái tay. Quay qua quay lại. Ừ. Quay lên quay xuống thôi vậy nè. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Ờ, vậy luôn đi cho nhanh. Mùa sẽ làm cho bốn cái vòng này không ngừng quay nha. Mùa làm gì mùa? Mùa làm gì mùa? Rồi qua bên kia tập thể dục đi. Thôi trường học mà đang giờ ra chơi ồn quá trời luôn thấy không? Đi qua bên kia. Nhí nhảnh như con cá cảnh. Đâu tốt bên đó vậy hả? Đi đâu xa vậy muội? Ơi không mà cánh cục đi được thôi con, đừng bị dơ á, cái ống dơ. Cánh cục mỗi cho cánh cục ngồi ở gốc cây luôn hả? Rồi cánh cục ngồi gốc cây, vợ muội đi tập thể dục nha, tập xong nhớ ẵm cánh cục về nha, đừng bỏ quên em ở gốc cây luôn rồi nha, người ta bắt cóc mất tiêu á nha, biết không? Mỗi có khi nào bỏ quên em cánh cục không ta? Không. Con ngưỡng em cánh cục như là nịnh cái này mà. Hả? Con ngưỡng em cánh cục như là nịnh cái này mà. À. À. Về được chưa? Tập thể dục quá trời rồi, về được chưa? Hay quá. Mẹ thấy cánh cục quá buồn rồi kìa. À, đâu quay cái nữa coi. Rồi đi qua ẵm cánh cục về nha. Cái đó đâu phải cái ghế đâu ngồi. Cây mà. Thế cánh cục đứng đó.
ở dưới có cái thuyền với cái phao ở dưới hồ á, phải không? Để người ta xuống người ta cho cá ăn đó mọi người. Ta nuôi cá ở dưới người ta bơi xuống thuyền đó người ta cho cá ăn. Đừng nói cho có cá mập nha. Cá thọ, cá trắm, cá chép rồi thôi chứ cá mập đâu ra. Cá mập ở dưới biển là con này hồ mà. Ủa đừng nói có cá sấu nha. Có khả năng có đó. Không con không có cá sấu đâu, cá sấu sống lắm con chỉ cá mập thôi. Đi. Đi qua bên đây đi này không? Mọi mới ngược á. Mọi đứng ngược dạ. Ở cái cây đâu? Cái cây bên kia, cái cây ở sau lưng. Quay qua bờ hồ mới mới đúng. Hướng qua bên này. Trời đất ơi. Trời đất ơi, chạy đi mà bỏ kính cục nó té sấp mặt luôn. Để ở đâu mà úp mặt luôn dạ? Thôi đưa đây mẹ cầm cho. Để đây. Thôi, thôi để đây té sấp mặt nữa. Hả? Mẹ cầm kiểu gì nè. Bình thường con cầm kiểu gì nè, mẹ cầm theo đi. Ừ. Cậu ba kêu về kìa muội. Cậu ba ngoắc ngoắc mọi về. Tao phải giục nữa. Hả? Hai chân đàng hoàng. Cậu ba tới kêu mụi về. Mụi đang tập thể dục si mê mà. Té sấp mặt luôn. Để cánh cục đứng bên kia mà. Cánh cục úp mặt luôn. Không hay. Thôi về nha mọi nha. Chứ con còn làm gì nữa. Mùi mùi với cánh cục đi xích đu phải không? Đi xích đu. Mùi dẫn cánh cục đi kiểu này là về chiều nay phải cho cánh cục tắm nha con. Tắm gội nha, chứ để cánh cục bị dơ đó. Đó hay chưa. Ủa? Hay quá. Xém té. Cánh cục nằm luôn. Ờ, đi xích đu nằm luôn đã. Mùi giống như đưa em ngủ vậy. Rồi mới về được chứ mũi. Em ngủ bỏ quên em luôn. Đưa em ngủ bỏ quên em luôn, đi về luôn. Rồi rồi bỏ quên em đi luôn. Này mũi ơi, chào tạm biệt các bạn đi, mình về ha. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Đâu à, chim ba anh trời hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.